bác cho tôi hỏi, bạn em bị suy thận mạn 14 năm, chạy thận 12 năm, thận phải hoàn toàn tê liệt, không còn khả năng đào thải. Hiện tại một tuần chạy thận 3 lần, chuyện ba bình đạm và uống tạo máu. Vậy bác hỏi nếu tình trạng như vậy thì dùng dinh dưỡng có được không? Được chứ. Nhưng mà chúng ta cần phải chú ý khi mà dùng dinh dưỡng cho người suy thận, đó là phải kiểm soát được cái lượng nước tiểu ra và vào. Nếu mà thường thường dùng dinh dưỡng là phải uống nhiều nước hơn, nhưng mà cái người này thì hạn chế nước, đó là cái điều thứ nhất. Thứ hai là bác sĩ đang khuyên là hạn chế đạm. Vậy thì chúng ta nên thấy là gì, ưu tiên dùng đạm trắng. Thì đây là chúng ta đang cung cấp những cái đạm thiết yếu rất là quan trọng cho cái cơ thể của cái người suy thận. Nhưng mà nếu đã có bỏ một cái lượng đạm thì chúng ta phải cân nhắc những cái lượng đạm khác, mà ví dụ như là qua thịt qua cá thì không ăn. Lượng đạm vào mà 20 gram một ngày so với một cái cơ thể 50 gram thì nó vẫn còn thiếu. Do đó là chúng ta thì bỏ được đó, nhưng mà những cái loại đạm từ thực vật và cá thì nó quan trọng hơn là đạm hoàn chỉnh từ động vật, và nó sẽ không tốt cho cái việc đào thải của cái người bị suy thận này. Còn về những cái thuốc tạo máu, ví dụ như là cái người này suy thận lâu ngày rồi, suy tủy luôn, do đó là nó sẽ bị thiếu máu và sẽ làm cho cái người này phải có khi phải tiêm cái erythropoietin là một cái chất nội tiết. Do đó là mình cũng cảm thấy là rất là phức tạp cho cái bệnh lý này. Thì về mặt dinh dưỡng mình điều trị cho nó nâng đỡ thôi, chứ chúng ta không phải là một chuyên gia điều trị về dinh dưỡng. Do đó là chúng ta cũng đừng có can thiệp quá sâu vào lĩnh vực mà một cái người mà chạy thận hoàn toàn mà 3 tuần 3 lần một tuần như thế này là bệnh rất là nhiều.